Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự sáng ngày 2 tháng 8 năm 2018. Chương trình của chúng tôi sáng nay gồm những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Australia gửi lời mời Trung Quốc tham gia tập trận hải quân chung cùng với 26 quốc gia. Giá tôm nguyên liệu xuất khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trở lại trong thời gian tới. Petro Việt Nam ký thỏa thuận mua bán khí đốt khai thác ở Biển Đông với phía Nhật Bản. Trong phần thời sự, chúng tôi có bài liên quan vụ vỡ đập thủy điện ở Lào, lời cảnh báo cho các nhà quản lý thủy điện tại Việt Nam. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, những nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN sẽ đàm phán để tiến tới một hiệp ước bất tương xâm với Trung Quốc liên quan tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hãng tin AP vào ngày 1 tháng 8 loan tin, một cuộc họp về an ninh quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ bắt đầu vào ngày thứ Bảy, 4 tháng 8 tại Singapore. Trước khi diễn ra sự kiện vừa nêu, vào ngày thứ Tư, 1 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia ASEAN đã họp bàn về những vấn đề quốc tế và khu vực như chuyện người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện, chuyện xích lại gần nhau giữa hai miền Triều Tiên. Ngày hôm qua, 31 tháng 7, một số cơ quan truyền thông Đông Nam Á đã nói rằng ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất được một văn bản cho cái gọi là Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm tránh xung đột giữa các quốc gia có tranh chấp biển đảo ở đây là Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Ông Ngoại trưởng Philippines là Alan Peter Cayetano cũng nói vào hôm qua rằng những cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử sẽ được kết thúc vào năm nay hay năm tới. Tuy nhiên, các ngoại trưởng khác không có vẻ lạc quan như vậy. Một vài người tiếp tục nêu vấn đề Trung Quốc thành lập các căn cứ quân sự trên các đảo và bãi cạn mà họ đang chiếm ở Biển Đông, làm tình hình trở nên căng thẳng. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Australia vào ngày 1 tháng 8 cho biết, Hải quân Trung Quốc sẽ tham gia tập trận cùng với 26 nước diễn ra ngoài khơi phía bắc của nước Úc trong thời gian tới. Cuộc tập trận có tên Kakadu do Australia tổ chức dự kiến sẽ diễn ra ngoài khơi thành phố Darwin của nước Úc từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 tới đây. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết Trung Quốc sẽ tham gia các bài tập trận trên biển, liên lạc giữa các tàu và trinh thám trên biển, nhưng không có một kế hoạch nào cho thấy Trung Quốc sẽ tham gia các cuộc diễn tập bắn đạn thật. Mối quan hệ của Úc và Trung Quốc xuống mức thấp nhất sau khi chính quyền Canberra lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Ngoài ra, Australia còn ủng hộ các hoạt động tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông do Hoa Kỳ tiến hành. Vào năm ngoái, một tàu do thám của Trung Quốc đã quan sát cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Úc diễn ra ngoài khơi Queensland. Vừa qua, Hoa Kỳ rút lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương Rim Park 2018 ngoài khơi đảo Hawaii. Hành động của Mỹ nhằm phản đối việc Trung Quốc tiến hành quân sự hóa trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép tại khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, giá tôm nguyên liệu xuất khẩu của Việt Nam được dự kiến sẽ tăng trở lại trong thời gian tới. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết như vừa nêu và được mạng báo chuyên ngành thủy sản Undercurrent News loan đi vào ngày 1 tháng 8. Tôm xuất khẩu của Việt Nam bị giảm kể từ tháng 4 năm 2018 bởi yếu tố giá cả cạnh tranh. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nói rằng các nước chuyên xuất khẩu tôm như Ấn Độ, Bangladesh và Thái Lan đã thu hoạch xong mùa tôm và dự kiến giảm xuất khẩu trong quý 3 và quý 4 năm nay. Thêm vào đó, xuất khẩu tôm của Việt Nam ký được các hợp đồng lớn để xuất khẩu tôm trong những dịp lễ vào cuối năm 2018, cho nên giá tôm xuất khẩu của Việt Nam dự kiến tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9 tới đây. Trong năm 2018, Việt Nam gia tăng xuất khẩu tôm sang thị trường Nam Hàn, Australia, Hoa Kỳ, châu Âu, EU và Trung Quốc. Trong thời gian tới, tôm xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ vẫn phải chịu mức thuế chống bán phá giá cao và cho đến cuối tháng 12 năm 2018 phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo chương trình giám sát hải sản nhập khẩu của Hoa Kỳ. Trong khi đó, cũng theo Undercurrent News, thì Việt Nam cũng gia tăng nhập khẩu tôm đạt mức hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Nhận định cho rằng có thể nguyên nhân chính là do nhu cầu từ Trung Quốc. Số liệu ghi nhận của Ủy ban Thương mại Quốc tế ITC cho thấy tôm nhập khẩu vào Việt Nam và sau đó được bán lậu qua biên giới với Trung Quốc tăng 41% so với năm ngoái, với cùng kỳ trước đó lên đến hơn 3 tỷ đô la. Việt Nam mua tôm chủ yếu từ Ấn Độ và Ecuador và nhập về qua cảng Hải Phòng. Một số tôm nhập khẩu được tái chế ở Việt Nam
còn phần lớn được bán lậu qua Trung Quốc. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam vừa ký thỏa thuận mua bán khí đốt với hai công ty Nhật Bản. Hãng tin Reuters loan tin vào ngày 1 tháng 8 dẫn thông cáo của Petro Việt Nam rằng thỏa thuận được ký kết tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 7. Theo Petro Việt Nam, thì đây là một đóng góp đáng kể nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Trong khi đó, một quan chức ẩn danh của Petro Việt Nam phát biểu với Reuters rằng tiến triển của dự án mỏ khí đốt với thỏa thuận như vừa nêu cũng được cho là quan trọng khi mà hoạt động thăm dò và sản xuất trong những năm gần đây bị giảm sút bởi căng thẳng tranh chấp lãnh hải ở khu vực Biển Đông, cũng như công cuộc chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam và dầu thô thế giới tiếp tục xuống giá. Việt Nam đang phải chật vật duy trì sản lượng dầu thô vào khi sản xuất tại một số mỏ chính suy sút và áp lực liên tục từ phía Trung Quốc tác động đến một số dự án của Việt Nam tại Biển Đông. Petro Việt Nam vào tháng 4 vừa qua cũng thừa nhận căng thẳng với Trung Quốc sẽ làm phương hại hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam trong năm nay. Trước đó vào tháng 3, Hà Nội phải yêu cầu công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha ngưng tiến hành dự án ngoài khơi Việt Nam do áp lực từ Trung Quốc. Sang tháng 5, một chi nhánh của tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga bày tỏ quan ngại hoạt động khoan thăm dò tại vùng biển Việt Nam có thể làm Bắc Kinh nổi giận. Dự án khai thác mỏ sao vàng Đại Nguyệt thuộc các lô cách bờ biển Việt Nam 300 km về phía đông nam có cổ phần của hai công ty Nhật Bản là Idemitsu Kosan và Teikoku Oil. Những lô này nằm sát với đường đứt khúc chín đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc đơn phương vạch ra ở Biển Đông để tuyên bố chủ quyền gần trọn khu vực này. Theo Petro Việt Nam, thì thỏa thuận ký kết hôm 31 tháng 7 mở đường cho hoạt động sản xuất thương mại vào quý 3 năm 2020. Thống kê mới công bố vào ngày 29 tháng 7 vừa qua cho thấy, sản lượng dầu thô của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay giảm hơn 11%, xuống còn 7.160.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Công cuộc chống tham nhũng hiện nay tại Việt Nam khiến một số quan chức cấp cao ngành dầu khí phải vướng vào lòng lao lý như trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh. Với tin tức và thời sự cập nhật hàng ngày nhằm cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, chương trình truyền hình tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do tường trình các diễn biến thời sự liên quan đến Việt Nam. Phương châm của chúng tôi là không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình RFA được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ 3 tới thứ 7 và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ 2 tới thứ 6 trên mạng xã hội Facebook và trên YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự hôm nay thưa quý vị, vụ vỡ đập thủy điện Siapen Senamnoi ở Lào để lại bài học ra sao cho quy trình quản lý thủy điện ở Việt Nam và thực trạng chất lượng các công trình thủy điện ở Việt Nam hiện nay như thế nào? Phóng viên Lan Hương có bài tìm hiểu sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thủy điện Siapen Senamnoi có trị giá 1,02 tỷ đô la Mỹ đang trong quá trình xây dựng và đã vỡ vào ngày 23 tháng 7, khiến nửa tỷ mét khối nước đã đổ xuống hạ lưu. Đây là một dự án xây dựng vận hành chuyển giao BOT gồm 3 con đập nằm trên các nhánh của sông Mekong. Sau khi vụ vỡ đập xảy ra, Việt Nam đã họp khẩn về tác động của vụ việc lên khu vực sông Mekong ở Việt Nam. Theo nhận định của cơ quan chức năng, tác động đến vùng đồng bằng sông Cửu Long không lớn. Tuy nhiên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, Tiến sĩ Trần Nhơn cho biết, sự việc đã để lại bài học quý giá về quản lý thủy điện cho Việt Nam. Khi mình có một cái công trình đã đang xây dựng xong và trong quá trình quản lý vận hành, thì luôn luôn là phải có những cái phương án là phòng, tránh và khi có cái sự cố thì phải giảm nhẹ cái sự cố đó. Cái tinh thần kiểm tra, kiểm soát, rà soát lại trước mùa mưa lũ và hàng năm và hàng ba năm một đấy, thì có một cái tổng kiểm tra. Nhận định về những hậu quả có thể gây ra với đồng bằng sông Mekong, chuyên gia về đồng bằng sông Cửu Long, Tiến sĩ Dương Văn Ni cho biết. Tôi nghĩ rằng cái mà ảnh hưởng lớn nhất là người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ rất là sợ. Bởi vì trên dòng Mekong còn rất là nhiều cái đập lớn nữa đang xây,
cũng như là mấy cái đập như là Siaburi rồi Samboa dự định xây chẳng hạn. Còn về mặt mà ảnh hưởng trực tiếp của cái đợt mà cái đập này nó bị bể đó, thì theo các cơ quan truyền thông thông báo thì chỉ có khoảng nửa tỷ mét khối nước thôi. Thì trong mùa này thì đồng bằng sông Cửu Long chưa có phải là mùa mà đỉnh cao của ngập lụt, thành thử là chắc nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Số liệu thống kê cho thấy vào năm 2017, Lào có 46 nhà máy thủy điện và dự định xây dựng thêm 54 nhà máy từ bây giờ cho đến năm 2020. Chính phủ Viêng Chăn hiện xuất khẩu 2/3 lượng thủy điện và nguồn thu từ điện chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường ở Lào đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về hậu quả của các đập thủy điện dọc sông Mekong mà chính phủ Lào đang có kế hoạch xây dựng. Theo đó, khoảng 12 đập lớn và 120 đập ở các nhánh sông này sẽ được xây dựng trong 20 năm tới. Bản thân dự án Sepian Sen Nam Noi cũng từng gây tranh cãi vì nó có thể tác động tiêu cực đến sông Mekong và cộng đồng cư dân gần đó. Thời báo Châu Á trong số ra vào ngày 25 tháng 7 đã đăng một bài viết với nhan đề là thảm họa vỡ đập ở Lào cho thấy những thất bại của chế độ Đảng Cộng sản. Bài báo nêu rõ sự thờ ơ của cơ quan chức năng Lào trước những hiểm họa vỡ đập Sepian Sen Nam Noi đã được cảnh báo trước đó. Bài báo còn dẫn lời giám đốc chiến dịch trả tự do cho Lào, một tổ chức cổ suý dân chủ quốc tế, ông Joe Ratanakom, cho biết là người dân Lào cảm thấy vô vọng vì hầu hết đều sợ lên tiếng, nêu lên những sai trái trong quản lý của chính phủ đối với đất nước và nguồn tài nguyên quốc gia. Người đứng đầu chiến dịch trả tự do cho Lào còn nêu rõ là chính phủ Viêng Chăn không quan tâm đến những tác động xã hội và môi trường bởi vì họ là những người được hưởng lợi từ thể chế tham nhũng ở Lào, bất kể đó là các dự án thủy điện hay khai thác gỗ. Cũng giống như Việt Nam, Lào theo chế độ cộng sản do một đảng duy nhất cầm quyền và hầu như mọi tiếng nói đối lập đều bị cầm tù. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, nói với truyền thông trong nước rằng thảm họa vỡ đập ở Lào một lần nữa cho thấy là vấn đề an toàn đập trên lưu vực Mekong đáng lo ngại và cho thấy cách làm thủy điện trong lưu vực Mekong chưa đạt độ chuyên nghiệp, tin cậy. Theo thống kê và khảo sát sơ bộ của cơ quan chức năng vào năm 2013, Việt Nam có hơn 200 đập thủy điện và hơn 95% trong số đó là không đạt yêu cầu. Phần lớn đập và hồ chứa tập trung ở miền Trung, nơi có độ dốc cao, một bên giáp núi, một bên giáp biển. Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, một chuyên gia về thủy điện, đã cho Đài Á Châu Tự Do biết. Nhiều người cũng đã biết là có cái việc mà nó vỡ đập thủy điện ở Việt Nam, như là cụ thể ở bên Lâm Đồng em. Thì đó là chứng tỏ rằng là cái việc mà thiết kế hoặc là vận hành cái thủy điện ở Việt Nam nó có vấn đề, thì nó dẫn đến cái việc mà vỡ đập như vậy, nó không lường trước được những cái nguy cơ rủi ro đó em. Nó là vỡ đập thủy điện ở một số nơi hoặc là ở Lâm Đồng á, thì đó là do cái vấn đề địa chấn, vấn đề là do nó sụt lở đất hay là do vấn đề kỹ thuật mà thiết kế hay là do cả hai em ạ. Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật so sánh các công trình thủy điện ở Việt Nam cũng giống như các dự án xây dựng đường xá, cầu cống chưa làm xong, đường đã lún hoặc cầu đã sập. Ông cho rằng đây đều là hậu quả của vấn nạn tham nhũng rút ruột công trình ở Việt Nam. Nó liên quan tới vấn đề là cái năng lực thiết kế, năng lực đấu thầu, năng lực cạnh tranh, rồi năng lực xây dựng, năng lực thẩm định, năng lực giám sát. Nhưng mà tuy nhiên cái vấn đề mà quan trọng, cái gốc của vấn đề đó là cái nền tảng đạo đức nó bị suy thoái và cái vấn đề tham nhũng nó rất là cao, đang ở một cái đỉnh cao đó em. Một nghiên cứu của Tổ chức Bảo tồn Quốc tế, Liên minh Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên phối hợp với Ủy ban Sông Mekong Campuchia công bố vào tháng 5 vừa qua cho biết nguồn sinh kế của 3,4 triệu người dân Lào, Campuchia và Việt Nam đang bị đe dọa bởi việc xây dựng 65 đập thủy điện tại lưu vực sông Mekong. Đầu năm nay, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết Việt Nam hiện cũng có khoảng 6.650 hồ chứa thủy lợi, nhưng có đến 1.200 hồ chứa trong số này bị xuống cấp nghiêm trọng. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình TV online của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khán thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ngay ở trang chính và phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình truyền hình đã phát trong tuần.
Lưu ý, để thuận tiện, quý khán thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự sáng nay ngày 2 tháng 8 năm 2018. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào tối nay lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Phương Anh cầu chúc quý vị một ngày đầy niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.